Còn bây giờ thì xin các bạn mời các bạn khán giả được truyền hình, chúng ta hãy cùng quan tâm thông tin thời tiết rất là quen thuộc cho mỗi ngày ở Cà Phê Sáng, xem là hôm nay thời tiết như thế nào. Xin mời chị Thu Hiền ạ. Dạ vâng, xin chào anh chị và xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Hôm nay thì nhiều nơi trên cả nước vẫn sẽ có mưa. Đối với những người dân ở thủ đô Hà Nội thì mưa sẽ xảy ra ít hơn và chủ yếu là về chiều tối ạ. Còn trong ngày thì trời vẫn sẽ có nắng nhiều. Và trạng thái nắng như vậy thì sẽ diễn ra trong 2 đến 3 ngày nữa. Còn ngay lúc này ở thủ đô, ngoài trời đang khá là nhiều mây, nhiệt độ thì vào khoảng là 25 độ. Quý vị sẽ có cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Nhưng mà cảm giác này sẽ nhanh chóng thay đổi khi mà nắng xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất đầu giờ chiều ngày hôm nay sẽ lên tới 33 độ. Và nếu đi ở ngoài đường trong khoảng thời gian từ 13 đến 16 giờ thì quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng. Nắng nhiều như vậy thì kéo theo chỉ số tia cực tím cũng sẽ tăng cao và dự báo là tia cực tím ngày hôm nay có thể đạt tới mức 8. Đây là mức gây hại cao cho cả da và mắt. Đặc biệt là vào buổi trưa khi mà mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất thì có thể dễ dàng làm tổn hại cho mắt của chúng ta. Vì vậy để có thể bảo vệ vùng da mỏng quanh mắt càng nhiều càng tốt thì tốt nhất là chúng ta nên thử dùng một cặp kính râm có tròng kính lớn. Vì theo nghiên cứu thì kính râm có thể chống tia cực tím lên tới 90%. Và vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần dự báo cho một số khu vực khác trên cả nước. Thị xã Sapa dự báo hôm nay có lúc có mưa, đan xen với khoảng nắng, nhiệt độ không quá 22 độ, trời lạnh. Thành phố Hạ Long dự báo trưa nay trời nắng, đêm có lúc mưa rào, nhiệt độ khoảng 32 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay có nắng từ sáng đến chiều, còn chiều tối lại chuyển mưa dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Mưa rào và dông cũng có thể xuất hiện về chiều tối ở thành phố Hội An, còn buổi trưa và chiều trời nắng mây đan xen 31 độ. Thành phố Đà Lạt trưa chiều nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24 độ, chiều tối có thể có mưa rào và dông. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo từ sáng đến trưa nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 độ, chiều tối có mưa dông cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to. Thành phố Cà Mau chiều nay cũng cảnh báo có nơi mưa to và dông, trước đó trời nắng, nhiệt độ khoảng 31 độ.